Ok nha các bạn, hiện tại thì mình đang ở trên đường Nguyễn Văn Quá, quận 12 nha mọi người. Phát hiện ra cái chỗ ông anh này ông bán sầu riêng cũng nhiều loại lắm các bạn, riêng sáu à. Sáu hữu rồi sầu hạt, hình như cái này là loại là sầu hạt. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Loại sầu hạt nha các bạn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Chỗ là đường Nguyễn Văn Quá nha mọi người. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Ông khui bằng cái của ông thợ mộc nè. Cái này hàng hột nha. Hàng hột nha các bạn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Cái này là bao nhiêu tiền ta? Hàng hột. Hàng hột là trái là 35 ngàn. 35 ngàn nha các bạn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Khui lá hộp luôn hay sao vậy, hay là đỡ vậy? Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Cái này là rụng xong rồi mới chín hả? Nó rụng rồi, nó đã chín rồi. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Cơm vàng nha các bạn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn. Mình đi ngang qua ngay chỗ công viên, ở chỗ đường Nguyễn Quá này, phát hiện ông anh trai ông bán sầu riêng 3 trái 100 ngàn. Rẻ chia sẻ với các bạn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Sầu riêng Mỹ Duyên nha mọi người, chuyên sỉ lẻ các loại sầu riêng. Ở đó có số điện thoại của mọi người 0373 360 789 nha các bạn. Ở đây mình đi ngang mình thấy có sầu riêng trùng bò nữa, nhưng mà đây không có nha mọi người, sầu riêng này hiếm lắm. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Chị thử đi. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Đó, cái này sầu hột nha các bạn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Ở đây lâu lâu mình đi ngang qua mình thấy là anh bán sầu riêng nhiều loại, có sầu riêng trùng bò nữa nha mọi người. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Mình coi hỏi cái chỗ này là số mấy của đường Nguyễn Văn Quá này. Các bạn thích ăn sầu riêng thì ghé vào đây. Có địa chỉ khác cho quý vị, cô chú và anh chị các bạn sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Bỏ tiền ra mà không bao ăn sao mà được. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. 35 ngàn một trái. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Nãy mình thử một trái rồi, ba cơm béo lắm các bạn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Cơm vàng ok rồi. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Nhìn cái dáng da nó giống chuồng bò ha. Chuồng bò. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái. Ủa đây chuồng bò luôn hả? Chuồng bò xưa. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Mà sầu riêng nào không hạt ta? Bự hả? Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái. Chỗ này là số mấy ta? Số mấy đây ta? 222 Nguyễn Văn Quá nha quý vị. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Khui sầu riêng trên bụng luôn rồi. Anh khui sầu riêng lâu chưa anh? 3 trái 100 ngàn. Lâu rồi. Cũng chuyên nghiệp rồi không? Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Cái này muối nhỏ xinh xinh nha quý vị. Nhưng mà cơm vàng nha. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Muối rất nhiều nha quý vị. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Sầu riêng ruộng 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Đó, ngay chỗ cái kia là cái công viên của đường Nguyễn Văn Quá, cuối đường các bạn, gần giáp với lại đường trên rồi quý vị. Nhiêu đây? 70.
anh đã bao ăn mà chị đáng đi. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, ba trái 100 nghìn. Bao nhiêu đây? Có 70 ngàn này các bạn. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, ba trái 100 ngàn. Chỗ này ông anh ơi, ông bán quanh năm nha quý vị. Sầu riêng Mỹ Duyên nha. Lai chim bán sầu riêng luôn. Cái này là Thái. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, ba trái 100 nghìn. Anh chưa có cái ký ra thành tiền luôn nha quý vị. Khó khui lắm á. Ghê vậy? Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái. Ủa mà cái Thái này nhiêu ký? 95 ngàn một ký Thái nha các bạn. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Cơm là 25. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Cái này 50. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Cái này 50 là sầu riêng ruột 50 ngàn ký á, là bao tiền? Sầu riêng ruột 35 ngàn một trái, 50 ngàn một ký. Có bao ăn không? Sầu riêng ruột 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Hột nó lớn hơn. Sầu riêng ruột 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Hột lớn nhé. Cái này là hột nhỏ. Sầu riêng ruột 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Sầu riêng ruột 35 ngàn một trái, 3 trái 100 ngàn. Rụng thì bán trái. Anh bán sỉ nha các bạn. Ở đây có đọc lại số điện thoại. Một lép Thái Lan. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Ở phía kia là chỗ mà người ta hay tập thể dục các bạn. Cái công viên mới mới mở á. Mới mở khoảng 2 năm nay à mọi người. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Quá rẻ, sầu riêng bây giờ mà cứ mấy chục ngàn. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, người ta bán cái sầu riêng là mấy trăm ngàn. 35 ngàn một trái. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Nè, không có mà. Có là 35 mà chị. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái. Nghe nói khui hộp là mệt mệt tốn thêm 2 ngàn nè. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Cái này mình nhìn thấy cái vỏ nó giống như là chuồng bò luôn á các bạn. Ừ. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Cái mà anh đang cuối là cái người ta mấy ông thợ mộc hay làm cái gì? Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Nó là Thái 95 ngàn một ký. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Sầu riêng ruột 35 nghìn một trái, 3 trái 100 nghìn. Có nhiều người họ thích muối muối nhỏ nhỏ vậy đó. Cơm ngon quá vậy, cơm hoàng miệng luôn á. Nó giống như cơm của chuồng bò luôn á vậy. Cái này ở ngoài đường cho nên nó hơi ồn nha các bạn. Tùy khẩu vị á. Chuồng bò là béo, béo ngại. Còn cái Thái là cái phong cách nó chỉ ăn Thái là chị ghiền hơn. Tôi ăn nhiều thứ hơi biết cái nào ngon.
mua thứ cái. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Cái này muối mấy cô thích lắm này, nó nhỏ nhỏ, cơm vàng. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Gái chị đang xăm xôi mấy cái sầu thái nha mọi người. Lâu lâu còn có sáu hữu nha mọi người. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Cái này mặt bằng nhà cho nên là bán. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Bóc luôn. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Quay cho các bạn xem cái cơm của Thái này như thế nào. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Thái này là Thái miền Đông nha các bạn. Thái này Thái miền Đông không anh? Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Nhỏ dễ thương. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Cái này muối nhỏ nhỏ mà nhà cơm vàng nhìn hấp dẫn chưa. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Chỗ này là 220. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Đó là cơm sữa. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000. Rồi cái này là cơm nó cơm vàng này. Nhưng mà quan trọng nó có. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Trái này là cui đứng nha các bạn, nhưng mà cái sầu riêng nó dễ cui. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Cái hộ 3.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Cái này có 35.000, cái hộp có 2.000 các bạn. Đúng không? Dạ. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Cái hộp loại này cũng có hộp nhỏ này, cũng có loại nhỏ luôn. Cái đó hộp đó rẻ hơn cái gì. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Thôi quay cho các bạn cái hộp cơm sữa nha mọi người. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Này nó béo à. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000. Sầu riêng rụng 35.000 một trái, 3 trái 100.000.
sầu riêng rồi 35 nghìn.